Một năm thì có 365 ngày, nhưng đất nước này thì có đến 1.000 ngày Tết. Tại sao họ lại có nhiều Tết đến vậy? Và nhiều Tết như vậy thì có gì vui? Họ tổ chức lễ Tết như thế nào? Đây là một quốc gia thực sự là cũng rất là gần gũi với Việt Nam, bởi vì quốc gia này cũng có những nhân vật nổi tiếng mà nhiều người Việt Nam biết đến, nhưng về mặt địa lý thì tương đối xa xôi. Chào mừng các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay cùng với bình luận viên Hải Thành Story. Và chúng ta đang nói đến Colombia, đất nước nổi tiếng với James Rodriguez và ca sĩ Shakira. Nước này thì có diện tích là hơn 1,1 triệu km vuông, tức là gấp hơn 3 lần diện tích của nước ta. Và Colombia được mệnh danh là cửa ngõ vào Nam Mỹ bởi vì nó nằm ở phía Tây Bắc của Nam Mỹ, nơi mà Nam Mỹ kết nối với cả Trung Mỹ và Bắc Mỹ. Đất nước này có các quốc gia láng giềng, đó là Venezuela, Brazil, Ecuador, Peru và cả Panama. Colombia cũng giáp với hai đại dương, đó là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Phần giáp với Đại Tây Dương của Colombia thì thông qua biển Caribe. Một trong những sự thật thú vị đầu tiên về Colombia đó là thủ đô của họ. Thủ đô Bogota chính là một trong những thủ đô cao nhất trên thế giới. Nó nằm ở độ cao là 2.640m so với mực nước biển. Nổi danh cùng với những thành phố khác, trong đó có La Paz của Bolivia, độ cao hơn 3.800m so với mực nước biển. Tại sao độ cao của những thủ đô này thì luôn được quan tâm? Bởi vì cần phải biết rằng một nửa dân số thế giới sống ở độ cao chỉ dưới 200m so với mực nước biển. Đất nước Colombia, bạn nghe tên này có quen không ạ? Bởi vì đất nước này được đặt theo tên của nhà thám hiểm lừng danh Christopher Columbus, người đã phát hiện ra châu Mỹ. Họ cũng đã thay tên đổi họ nhiều lần, trong đó có một giai đoạn được gọi là Cộng hòa New Granada. Granada cũng là một vùng đất ở Tây Ban Nha, và Colombia thì chịu ảnh hưởng nặng nề của Tây Ban Nha. Từ cuối thế kỷ 19, họ mới có tên chính thức là Cộng hòa Colombia. Đây là một vùng đất cực đoan. Xuyên qua trung tâm của đất nước là những ngọn núi lửa và cả dãy Andes cao chót vót phủ đầy tuyết. Những khu rừng rậm rạp bao phủ ở lưu vực sông Amazon cũng chiếm một diện tích lớn của Colombia, và diện tích này thì nằm ở phía nam của đất nước. Với những khu rừng rộng lớn, những thảo nguyên trải dài, những ngọn núi khổng lồ và bờ biển trên cả hai đại dương, Colombia là một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhất trên thế giới. Mặc dù chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích đất liền toàn cầu, nhưng khoảng 10% tổng số loài sinh vật thì đang sống ở Colombia. Hàng ngàn năm trước, Colombia gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi rừng rậm, nhưng người ta đã chặt phá phần lớn cây cối để lấy đất nông nghiệp, và hiện nay chỉ còn một số ít khu vực là còn nguyên rừng. Chính phủ Colombia cũng đã thành lập những công viên quốc gia để bảo vệ môi trường sống của các loài động vật và thực vật, nhưng nạn chặt phá rừng thì vẫn đang tiếp diễn. Tổng kết lại về mặt địa lý, thì địa hình của Colombia đa dạng so với bất kỳ một quốc gia nào khác tại khu vực Mỹ Latin. Nước này cũng là một phần của vành đai lửa Thái Bình Dương, một vùng đặc trưng bởi những trận động đất thường xuyên và những vụ phun trào núi lửa. Về mặt con người, Colombia là quốc gia có dân số là hơn 51 triệu người. Con người Colombia thì cũng đa dạng như cảnh quan của nơi đây. Hầu hết người Colombia thì đều xuất thân từ 3 nhóm dân tộc. Nhóm đầu tiên là nhóm người da đỏ bản địa, những người đã sinh sống tại mảnh đất bây giờ là Colombia cả hàng ngàn năm. Nhóm thứ hai đó là nhóm những người gốc Phi được đưa đến Colombia để làm nô lệ bởi người châu Âu. Và nhóm thứ ba chính là những người châu Âu đã định cư ở Colombia. Sự pha trộn về mặt văn hóa phong phú này làm cho ẩm thực, âm nhạc, khiêu vũ và nghệ thuật của đất nước Colombia cũng trở nên rất đa dạng và độc đáo. Colombia chính là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha lớn thứ hai trên thế giới, sau Mexico. Dân số của Colombia là hơn 51 triệu người, trong khi dân số của Tây Ban Nha là chưa đầy 50 triệu người. Thế nên số người Colombia nói tiếng Tây Ban Nha còn nhiều hơn chính số người Tây Ban Nha chính gốc. Nói thêm về Mexico thì dân số của Mexico còn nhiều hơn gấp đôi cả dân số của Colombia. Và nếu tính về tỷ lệ phần trăm thì người ta thống kê được rằng ở Tây Ban Nha có 99% người dân nói tiếng Tây Ban Nha, còn ở Colombia tỷ lệ phần trăm còn cao hơn là 99,2%. Những con số đầy ngạc nhiên. Lịch sử của Colombia đúng là gắn liền với lịch sử của Tây Ban Nha. Những nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, người châu Âu đã lần đầu tiên khám phá ra vùng đất ven biển Caribe và Colombia vào đầu thế kỷ thứ 16. Từ những giai đoạn chinh phục và thuộc địa, đã có nhiều phong trào phản kháng chống lại ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha. Đa số chúng đều bị đàn áp hay quá yếu ớt để có thể mang lại sự thay đổi. Và người Tây Ban Nha đã cai trị Colombia trong 3 thế kỷ. Hiện nay, Colombia duy trì mối quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ, coi Mỹ là một bạn hàng chính và là một nguồn cung cấp viện trợ quan trọng.
kinh tế của Colombia cũng vậy. Đối tác thương mại lớn nhất của Colombia chính là Mỹ. Colombia thì xuất khẩu khoảng 40% các mặt hàng của mình vào Mỹ. Và GDP của họ là khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, gần bằng Việt Nam. Nhưng mà dân số của họ thì chỉ hơn nửa nước ta. Điều đó có nghĩa là thu nhập bình quân đầu người của họ gần gấp đôi Việt Nam chúng ta. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Colombia gồm có cà phê, chuối, than đá, vàng và ngọc lục bảo. Tuy nhiên, một mặt hàng lại rất nổi tiếng của Colombia đó là bột mì ở trong ngoặc kép, một mặt hàng hoàn toàn bất hợp pháp. Với sự giúp đỡ của Mỹ thì Colombia đã thực hiện những nỗ lực để nhằm loại bỏ tình trạng này, loại bỏ các băng đảng được gọi là cartel, những băng đảng buôn bán bột mì trên khắp thế giới. Hãy cùng nói về một số mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu của Colombia. Cà phê thì đã rất quen thuộc rồi nên sẽ không đề cập đến trong câu chuyện ngày nữa. Colombia chính là đất nước đứng ở vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu ngọc lục bảo. Khoảng 70-90% ngọc lục bảo trên thế giới tới từ Colombia. Những viên ngọc từ Colombia được đánh giá cao vì màu xanh của nó tương đối là đậm. Đây là tiêu chuẩn cho đá quý chất lượng cao. Và đối thủ lớn nhất của Colombia đó là Zambia, một quốc gia ở châu Phi. Nhưng màu ngọc ở Zambia thì được coi là ít đẹp hơn, ít truyền thống hơn so với màu ngọc ở Colombia. Vì là một đất nước nằm ở khu vực xích đạo nên Colombia là một quốc gia xuất khẩu hoa hàng đầu thế giới do nhận được lượng nắng thường xuyên trong năm là rất lớn. Chỉ riêng Mỹ thôi đã đặt hàng khoảng 4 tỷ bông hồng mỗi năm từ Colombia cho các ngày lễ diễn ra tại quốc gia này. Rất nhiều những loài hoa đã thay nhau đua sắc tại Colombia. Colombia cũng là nơi sinh sống của hơn 4.000 loài hoa lan. Dân chơi lan mà đến với Colombia thì có lẽ sẽ được thỏa lòng mong đợi. Hoa rất nổi bật ở Colombia, nhưng biểu tượng của Colombia không phải là hoa, mà đó là cây cọ sáp. Cây cọ sáp là loài cây quốc gia và mang tính biểu trưng của đất nước này. Và đây được xem là những cây cọ cao nhất trên thế giới. Thông thường thì chiều cao trung bình của cây cọ sáp này là khoảng 50 mét và chúng có thể sống lâu tới khoảng 120 năm. Lá của cây cọ sáp có màu xanh đậm và đôi khi là xám. Thân cây này đặc biệt ở chỗ nó được phủ bởi một lớp sáp nên mới có tên gọi là như vậy. Và đây chính là bộ phận làm nên giá trị nhất của cây cọ sáp. Lớp sáp trên thân cọ thường được dùng để làm xà phòng hoặc là làm nến. Khai thác và chế biến sáp cọ chính là một trong những ngành có đóng góp quan trọng với Colombia. Mãi đến khi mà đèn điện xuất hiện và phổ biến thì ngành này mới dần trở nên yếu thế hơn. Hiện nay ở những khu vực trồng cọ sáp ở Colombia thì sáp thường được dùng để làm hệ thống chiếu sáng cho các hộ nông dân nghèo mà thôi. Còn quả thì được dùng làm thức ăn cho gia súc. Một trong những vùng trồng nhiều cọ sáp nhất ở Colombia cũng là một khu du lịch nổi tiếng, đó là thung lũng có tên Thung lũng Cocora. Người châu Âu thì biết đến Colombia thường qua những truyền thuyết, những huyền thoại, trong đó có huyền thoại về thành phố vàng có tên là Eldorado. Eldorado trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là rát vàng. Nguồn gốc của từ này thì xuất phát từ một tục lệ lâu đời của những bộ tộc người da đỏ. Khi mà có một vị vua mới lên ngôi thì họ sẽ đem vàng rắc lên người nhà vua. Từ đó sinh ra truyền thuyết về người rát vàng Eldorado mà những nhà thám hiểm người Tây Ban Nha kể lại. Và họ tin rằng ở đâu đó tại Nam Mỹ có những thành phố vàng mang tên Eldorado. Nó đã truyền cảm hứng cho những người đi săn lùng nơi này, một địa điểm huyền thoại giàu có chưa từng thấy. Và hầu hết các cuộc thám hiểm đều cho rằng nó được ẩn giấu ở xung quanh dãy Andes thuộc Colombia hoặc là Venezuela. Truyền thuyết này sau đó trở thành đề tài cho những tin đồn về một xứ sở có rất nhiều vàng mà những người dân ở đó đem vàng và dát lên người. Sau đó những đoàn thám hiểm không chỉ của người Tây Ban Nha mà còn của người Anh đã đi tìm vùng đất này. Những truyền thuyết về kho báu khổng lồ đã và đang cuốn hút rất nhiều người ưa phiêu lưu mạo hiểm. Và đến bây giờ, rất nhiều người vẫn đang lên đường để tìm kiếm thành phố vàng ấy, mong chờ một sự đổi đời. Sự thật thú vị tiếp theo, Colombia là một quốc gia rất yêu nước. Bởi vì quốc ca được phát trên đài phát thanh và đài truyền hình của Tây Ban Nha, mỗi ngày phải phát được 2 lần theo yêu cầu của luật pháp Tây Ban Nha. Quốc ca thường được phát vào 6 giờ sáng và 6 giờ chiều, đó là một yêu cầu bắt buộc. Và cuối cùng, như đã chia sẻ ở phần tiêu đề, Colombia là đất nước có nhiều ngày lễ Tết nhất trên thế giới. Nước nào thì cũng có 365 ngày, Colombia thì cũng vậy. Có nghĩa là quốc gia nào thì cũng như thế thôi. Nhưng mà ở Colombia, một năm thì họ có trên 1.000 ngày Tết ở đất nước này. Tức là trung bình thì mỗi ngày có gần đến 3 cái Tết cơ.
Nói về mặt chính thức của pháp luật thì ở Colombia họ quy định có tổng cộng là 18 ngày nghỉ lễ quốc gia trong một năm. Chỉ đứng sau duy nhất một nước thôi là Ấn Độ. Ấn Độ có 21 ngày nghỉ lễ được tổ chức. Chắc chắn đây là một trong những sự thật thú vị về Colombia. Và đương nhiên thì Colombia không thể nghỉ trọn vẹn 365 ngày rồi, nhưng mà vẫn tính là ngày Tết. Nguyên nhân chính dẫn đến một đất nước mà có nhiều ngày Tết như vậy bởi vì Colombia có nhiều sắc tộc, nhiều sắc dân, nhiều nền văn hóa khác nhau. Họ sống chung trong một quốc gia như vậy nhưng vẫn có nhiều nét rất khác như thế. Tất cả họ đều được tôn trọng, sống trong sự hòa hợp, tự do trên mọi phương diện, tín ngưỡng, văn hóa và tất nhiên lễ Tết là một phần trong số đó. Người Colombia thì yêu thích hội hè, cúng tế và nhảy múa. Những ngày Tết của người Colombia được chia theo từng nhóm, đó là Tết nông nghiệp, Tết tôn giáo, Tết thi sắc đẹp của nam và nữ và cả Tết thu hoạch cà phê. Tết nông nghiệp được hình thành trên 100 năm nay nhưng lại là Tết tiêu biểu nhất, đặc trưng nhất của người dân Colombia. Tết này được đặt tên là Tết Cuồng Hoan và là ngày Tết quốc gia lớn nhất của đất nước này. Già trẻ, lớn bé, gái trai đều hưởng ứng một cách rất là cuồng nhiệt. Ngày Tết này được bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng Giêng. Tất cả trai gái của các sắc tộc địa phương trong nước thường sẽ ăn mặc rất là đẹp, diêm dúa, đủ các thể loại màu sắc rồi kéo nhau ra đường từ sáng sớm để mà nhảy múa. Mỗi người thường mang theo một chậu nhỏ, đặt theo nơi mình đứng, trong chậu có một thứ bột màu đen và hòa với nước. Đó cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về đất nước Colombia, quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha lớn thứ hai trên thế giới, sau Mexico và đứng trên cả Tây Ban Nha, quốc gia có nhiều ngày Tết nhất ở trên thế giới. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và lan tỏa video này tới nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.